Cô thưa mến chào tất cả các bạn. Cô thưa mới đi chợ về và hôm nay cô thưa sẽ khui cho các bạn xem, để chia sẻ cho các bạn xem là bữa đi chợ của cô thưa như thế nào nha. Mới đi chợ về cũng nắng lắm các bạn. Bây giờ là khoảng 8 giờ, tại vì chợ ở quê cô thưa là họp buổi sáng, chợ sớm đấy các bạn, là họp khoảng bắt đầu từ 6 giờ họp. Mà thường thường cao điểm đi chợ là khoảng 8 giờ. 8 giờ là mọi người đi chợ đông và người ta bán nhiều hàng hơn. Chứ còn buổi 6 giờ thì người ta mới bắt đầu dọn hàng. Hàng chưa có đầy đủ. 8 giờ bắt đầu mới có cá, thịt thì là nó nhiều hơn. Cho nên 8 giờ rưỡi cô thường mới đi chợ. Là cái thời điểm đó là chợ nó có đầy đủ đồ ăn hơn đó. Nên bây giờ khoảng là 9 giờ kém các bạn. Nên trời nắng đội nón. Thôi lấy cái nón xuống. Và bây giờ cho các bạn xem cô thừa đi chợ buổi sáng hôm nay có gì nha. Các bạn xem thấy đủ thứ không? Wow, cá cho nên có rùi bù. Đó, bây giờ lại gần cho các bạn xem từng món nha. Đấy. Đó, buổi đi chợ của tôi nè. Nè, đi ít người chứ mình đi chợ như vậy là bỏ đó ngăn đá. Bảo quản, ăn vài ngày mới đi chợ nữa nha các bạn. Đấy, đầu tiên là đây là dĩa cá. À, mình bỏ dĩa cho nó khỏi chảy nước ra. Chảy nước cá. Đó. Đây là cá. Cá cơm nè các bạn, đây hai lạng đây, 10.000 nè các bạn, 5.000 một lạng. Tôm đây 10.000 nè các bạn, tôm giả cao. Đó. Tôm này tôm biển nè các bạn. Đó. Cái vỏ nó hơi cứng. Bây giờ lột ra. Đây không phải tôm nuôi, tôm biển. Gọi là tôm giả cao, tôm này ăn nó ngọt lắm các bạn. Thực sự là tôm ở dưới biển nè. Không phải tôm nuôi. Đây là bì cá. Cá này là một người em cho. Đó, người ta hôm nay người ta túng mánh cái gì người ta mua cho đây, chắc nó không có lý do đó người ta mua. Đó, coi cái gì trong đây nha các bạn. Đó, mình cũng vừa đi chợ về là cô ấy là đem ra đây. Đấy, cá đây, cá nục, cá trác gì đây. Đấy. Đây là cá chù. Đấy. 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 Phần cá, này là riêng ra đây. Phần đây là rau củ quả. Đây. Tôi rửa cái tay dính cát. Đây là đậu hũ. 2 miếng này 10.000 này các bạn, 5.000 một miếng đậu hũ. Đấy. Ở mình đây gọi là đậu hũ tươi. Đấy, 2 miếng. Đây là cà chua. Cà chua bao nhiêu đây? Có 3.000 các bạn. Đấy. 3.000 cà chua đấy. Còn trái dưa gan, đây dưa gan về đây. Dưa gan này chín rồi, người ta bỏ nguyên bì như vậy các bạn, cho sợ thì nó vỡ đấy. Lúc trước người ta hay để ngoài nó vỡ mà nó mất vệ sinh, nó bể đó, lúc nắng nó bể. Bây giờ người ta cho trong cái bao như vậy nè, cái bộ trái chui cho trong cái bao như vậy nè. Đây là một sáng kiến mới, năm nay mình thấy người ta có cái mới như thế này. Lúc trước người ta để ngoài vậy, khi nào mua người ta bỏ vô bao sách về. Bây giờ người ta cho hẳn cái bao dài dài như thế này. Cái này 6.000 này các bạn. Rồi. Còn đây là dưa leo. Dưa leo 3 trái đây có 2.000 này các bạn. Đây là hành ngò. Khi mình mua xong người ta thêm. Đó, thêm hành ngò.
Đây trái bí đây là người ta cho chung với bì cá hồi nãy. Chứ cô thường mua cái đây. Đây, hai trái đây có 3.000 này các bạn. Đấy. 3.000 bí đây. Cái này là nấu được một tô này. Đấy, ba người ăn được này. Đấy. Wow. Thấy rẻ phải không các bạn? Đây là bí. Bí ra bí trái bự người ta cắt ra một miếng này 6.000. Hôm nay cho các bạn xem giá cả ở quê của Thừa như thế nào nha. Đúng, giá cả như vậy các bạn thấy rẻ không? Tới mua là nó rẻ lắm các bạn. Đó. Rồi bây giờ là gom gom lại. Rửa cái này là bây giờ phải rửa rửa lại. Đây là bí nó còn non này các bạn. Đó, còn non non này nó có cái hoa của nó này, cái nhụy của nó cũng vẫn còn này, là bí non á, mà trong mình nó không còn rất là nhiều lông. Rồi nó còn nhám nhám này là nó còn non này các bạn. Bí đây là như vậy cho nó dẻo lắm các bạn, nhìn nó xấu xí ở ngoài này. Ừ. Nhìn nó xấu xí lắm, cái trái nó xanh đen mà nó sần 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 lên thì nó là bên trong nó rất là dẻo. Tôi hay mua bí này lắm nè. Bí này mua về để nấu cháo. Nấu cháo chủ yếu là nấu cháo cho người nhà. Nấu canh, còn bí này là để nấu canh. Nấu cà chua là để sốt với đậu hũ. Hôm nay bây giờ cô thừa đem cắt miếng ra rồi chiên. Rửa sơ để ráo đi rồi cắt miếng miếng ra chiên. Rồi để chế biến cái gì thì chế biến. Còn cái này dưa gang. Các bạn xem dưa gang. Đây, cái này còn nguyên này. Dưa gang này là để chẻ ra ăn, chấm đường, chẻ bỏ vô chấm đường, chế sữa vô chế biến những món ăn đủ kiểu với các bạn. Rồi bây giờ phân bì rồi cho vào tủ, rửa sơ đi rồi cho vào tủ bảo quản để ăn dần vài ngày. Đấy, giờ có thừa rửa sơ lại. Mỗi lần đi chợ giờ là rửa cả là rau củ quả, rửa rửa sơ lại. Sơ lại thì nó có dính bụi rồi đó, rồi mình bảo quản sau khi mình ăn mình rửa tiếp. Mình bỏ vô trong bì là nó chung nó dính cá rồi đó, mình để nó không rồi biết đó. Mình đi ngô dưa leo rửa sơ luôn. Cái này để bỏ vô nước được, còn cái này là cũng rửa nhưng mà không có cho xuống nước. Chưa tạt đang rửa như thế này rửa sơ thì nó dính cá rồi đó. Có thể người ta bán người ta bỏ đất nó còn bụi. Gọi là rửa sơ, tạm rửa sơ như vậy. Đây mình về đây cho đặt ngoài nước sơ đi. Cho nó tươi. Rửa sơ đây. Lấy cái này là luôn đi. Để nó bấy 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 mình bảo quản thì nó rồi cái này luôn. Cái hoa, cái đài của nó luôn, cái bao nó này, này nhụy. Phải luôn, chứ nó bấy 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 rồi mình để mình bảo quản nó. Tốt. Để sơ như vậy.
hoặc là củ chưa sắc. Đó. Rồi, đó là rửa rau củ quả. Rồi, trái này cũng vậy. Trái này là mình không có bỏ vào nước mà mình rửa bằng vòi nước các bạn. Đó. Bây giờ chỗ vòi nước nắng quá nắng. Thôi để đây chút mình rửa sau. Bây giờ nắng quá đặt cái máy quay cũng được. Đó, nói chung là rửa sơ bằng vòi nước. Đó, đây. Còn cái này thì người ta bán, người ta có đậy lại, mình cũng phải rửa sơ đây các bạn. Rửa sơ để ráo xong rồi chảy ra chiên. Wow, như vậy là cô Thừa đã chia sẻ cái buổi đi chợ của cô Thừa gồm có những gì, mua những gì cho các bạn xem nha. Nếu thích các bạn nhớ like, comment và đăng ký ủng hộ cô Thừa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.